Đây đây. Đi chưa? Đây các bạn sẽ ra coi một con vịt chim trống đó giữ nhà như bạn. Xin chào các bạn nha các bạn. Các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe, kiếm tiền thật nhiều nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình hai anh em mình đi đi quay con vịt lạ biết giữ nhà nha các bạn. Chỉ này nó là nó đá rồi đó. Là nó gượng cái giữ nhà là không ai vô nhà được các bạn ơi. Rồi vậy anh em chúng tôi sẽ đi quay vô. Thôi. Rồi. Đi. Đi đi, tao quay cho. Mình đi vô từ từ vô trong nhà. Vô nhà nha các bạn. Bạn mình đi mình quay nha các bạn. Mình quay mình cũng chạy luôn, con vịt nó không giữ lắm nha các bạn. Dạ đây là men con đừng con. Là làng chó giùm cái con. Đây là thành viên của chủ nhân của vịt nuôi nhỏ đó. Tôi mới muốn gì đấy không? Trời ơi. Nó ở từ từ cái hè đó. Đây là cô chủ nhỏ của con vịt nha. Cô chủ nhỏ con vịt nha. Bắt đầu nè. Một thành viên con vịt. Đây thành viên con vịt đây. Để mình gom. Coi bắt đầu là đi vô nhà nó là không ai mà lại gần nó rượt nó đá nó cùng như là con vịt đang ổ vậy đó. Ba giờ này mình sẽ chọc nó rượt mình chạy vòng vòng ra lộ. Đó. Nghe bạn. Bắt đầu nó sẽ cù như mình là một con cái khổ nào đó. Đó. Chứ dịch quá khôn mấy bạn ơi. Bạn thấy không? Dịch không thấy không? Bắt đầu giúp nhà nè. Bắt đầu buông ra, bắt đầu là bắt đầu nó sẽ sửa nó sẽ được cho mình. Mình đi ra tới lộ là được, tới lộ tới vô nhà là được cái nhà. Mình với của mình. Đó. Bây giờ giữ nhà hai bệnh đi. Đó. Cái giữ nhà nha các bạn, đi theo kìa. Đó. Đó. Đầu là mình đi qua bên đây là nó đi qua đây. nó đi theo nha các bạn. Nhà nó vậy đó, có một thành viên của tôi. Đi, rồi, được rồi, mấy cái đi tao quay được. Đó. Bắt đầu nó khù thấy cung rồi nha, đó. 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 Bắt đầu này. Nó thè mình như là con cái hổ đó, mình đè cái đầu nó xuống bắt đầu đừng cho nó được mình đó. Bắt đầu mình đi dài dài ra, bắt đầu nó sẽ đi theo mình ra tới nhà vô nhà luôn đó. Đi dài dài ra nghe các bạn, con nít chủ nhà con chạy đó, chạy chủ nhà chạy, chạy. Nó sẽ giữ nhà cho mình đó, con vịt giữ nhà nghe các bạn, khôn như con chó vậy mấy bạn ơi. Chuyện thấy lạ mình quay lên cho các bạn xem đó, là có người lạ vô là đi theo người lạ hoài à. Nó không cho ai vô nhà bắt đầu luôn. Đá này à. Còn... đá đó cụ hai đá đó về già đó. Có đâu mình... Đây, cô bác cho con hỏi vài câu bác. Ở lúc nuôi nó làm sao mà biết nó nuôi thấy mẹ nó vậy rồi của anh trường á không có bác. Dạ nó đem vô bự rồi, đem vô bự rồi tự động cái nó khôn vậy luôn hả? Ừ, nó khôn vậy luôn đó. Trời trời sao ngộ. Rồi nó đem vô nó làm ngay, nó còn tơ. Dạ nó già rồi. Dạ. Mình phát hiện nó khôn mà lúc nào? Mới đây à? Mới đây hả? Mới hồi vợ mà con vợ nó đẻ tới giờ đó. Vậy hả? Trời trời khôn dữ vậy. Là nó giữ nhà vậy ai vô là đi theo kè 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 nè. Nó gượt hả? Nắm quần nó mổ nó lịch cái quần nó lại đó. Dạ. Trời con mới đầu mới thấy được con vịt gì luôn đó. Nó khôn. Nó khôn dữ lắm thôi. Có ở trên Sài Gòn cũng có nhưng mà nó không có giữ nhà, nó đi theo chủ mà con này nó biết giữ nhà. Nó khôn hơn mấy con vịt. Để xây qua quay con vịt nha bạn ơi, với bạn mình nha. Đâu mà chạy mày chạy nó đá đó 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 đó. Nó cạp kìa, cạp kìa. Chạy 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 nó đi theo.
không có hung hả? Chạy theo, chạy theo. Nó gượt cả, nó gượt, nó gượt theo cả, nó gượt theo cả. Tôi đi cái đâu là nó gượt theo đó. Chọc nó không được. Ừ. Nó đá kìa, đá kìa. Dịch giữ nhà nha các bạn, nó đi theo người lạ lạ là vô là nó đi theo. Nó đá đó, đá đó. Đó. Đó, các bạn ngồi đó, nó lôi đó, đó. Đó, đó. Các bạn thấy không? Đó, đánh quần lôi luôn nè. Nó không buông luôn nha các bạn. Dữ lắm, dữ lắm. Đó, bắt đầu nó... dính cái cánh nó vô vòng cái ấy rồi, cái giò nó, lấy cái giò nó xuống. Không dữ quá, không dữ các bạn ơi. Giữ nhà như con chó đó nha các bạn. Chọc nó một hồi là nó bạo lên, nó gục trên. Tên tái lộ luôn. Rồi đi dài dài lộ cho nó gần. Đi gà có đi theo nè các bạn. Đó. Nó sẽ đi theo. Đó, cùng qua đó. Đáng giò cắn là gì? Chạy chân bạn ơi. Từ ra vô rồi giá nào cũng ở đó chứ. Từ từ nó sẽ lên nhà luôn, gặp các bạn lên nhà là nó sẽ bước lên tới nhà luôn. À bước lên nhà đó. Giờ nó bước nó đi lên theo nè. Rồi nó sẽ đi ra con vịt máy. Đi xuống nghe anh đứng lại á. Đi ra bắt con vịt máy đó, con vợ nó là nó sẽ để được mình. Đó, cái này ổ trứng đó nằm trong chiếc đàn này. Mình sẽ quay cho các bạn coi chiếc ổ trứng luôn. Đi theo nha các bạn. Đó, nó đi theo nè. Đó, nó đi vô lấy ổ trứng đó là nó thăng cửa hoài luôn. Vô nó lấy ổ trứng của mày luôn. Đó. Nó thăng ổ trứng nó sẽ để vô trong chiếc đàn này nè. Đó. Rồi. Dịch máy đó. Để ổ trứng đó. Đi vô đó không được. Đi vô là cái đường của nó vô là vừa ai bước vô là cắt đá liền. Cái này tôi sẽ ăn vô cái ổ trứng đó là nó được nó theo đó. Đó nó gượt theo đó bạn ơi. Ừ. Không không. Lấy cái ổ trứng luôn. Cái ổ trứng là giờ ai tại sát mình mày tại chân đá mày. Rồi không được bạn ơi, chui vô là đá liền. Đâu con vịt máy đâu, đây vịt máy vợ nó nè các bạn ơi, để mình gom gần gần lại, đây vợ nó nè các bạn ơi, đó gùm quá, tay gùm quá mấy bạn ơi, đây còn nó đây, hùng quá các bạn ơi, quá hùng rồi. Mình sẽ đi ra trước là đi nó sẽ đó, đi theo đứng thằng cái ổ đó là nó sẽ coi mình, từ từ nó sẽ đi theo mình các bạn ơi, không ai vô trong ổ trứng nó được chứ. Đi theo nghe các bạn. Đi chừng nào mình đi ra khỏi đường thôi nghe các bạn, đừng phục vô trong cái ổ trứng đó là không ai giữ nhà được chứ. Rồi nó về ổ trứng luôn rồi. À, rồi xin chào các bạn nha, mình dừng video tại đây nha, thấy rồi. Chuyện lạ mình quay cho các bạn một chút xíu để cho bạn xem cho giải trí nha các bạn. Rồi đây là con vịt đó hoàn thành, xem cho các bạn giờ bay vài phút vậy thôi. Xin chào các bạn nha. Rồi hai máy bay nha các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha các bạn. Rồi các bạn ơi.